Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Án Phát. Từ trước đến nay thì laptop Dell vốn nổi tiếng về độ bền, hiệu năng tốt cũng như giá thành phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Và một trong số đó phải kể đến Dell Gaming G15 5520, một mẫu laptop mới nhất của dòng Dell Gaming G-Series. Với sự trở lại đường đua laptop gaming thì G15 sẽ mang đến những điều mới mẻ gì? Cùng mình khám phá ngay trong video này nhé! Và trước tiên về ngoại hình, mình không ngạc nhiên lắm khi thấy G15 5520 vẫn giữ nét đặc trưng như các phiên bản tiền nhiệm, vẫn là phần mặt lưng với sự kết hợp giữa bề mặt nhẵn mịn và bề mặt sần cùng hình tam giác lớn. Nổi bật ở chính giữa là logo hãng được khắc kim loại quen thuộc. Và với sự tỉ mỉ của mình thì Dell còn đặt thêm một chiếc logo với chữ G ở hông máy và khu vực bàn phím. Một thiết kế rất cá tính, rất Dell Gaming. Và chất lượng gia công của Dell ở bất cứ dòng máy nào thì không thể chê vào đâu được. Luôn chắc chắn, không có chi tiết thừa, tất cả đều được hoàn thiện ở mức độ cao nhất. Và G15 thì cũng không ngoại lệ, dù chỉ được làm từ vỏ nhựa nhưng nhựa sử dụng ở đây thì dày dặn, cứng cáp. Khung máy có kích thước nhỏ hơn đến 7%, tối ưu được trọng lượng của máy chỉ còn 2,5kg. Ngoài ra máy có độ dày tương đối là 26.9mm, giúp bảo vệ linh kiện bên trong hay chống chịu các tác động ngoại lực tốt hơn. Và với chất lượng build này thì các bạn có thể vô tư sử dụng trong nhiều năm. Và phần mặt lề của máy thì được làm to, dày, cứng cáp. Và các bạn hoàn toàn có thể mở máy bằng một tay. Sự rung lắc ở phần màn hình gần như là không có. Phần khe thoát gió tản nhiệt và một phần cổng kết nối thì được đặt ở phía sau máy. Dell G15 thì cũng đã thiết kế phần khe thoát tản nhiệt này thành một cụm liền mạch. Điều này sẽ đem lại sự đổi mới trong thiết kế cho máy và tăng hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Màn hình của G15 thì được tối ưu cho các hoạt động giải trí, đặc biệt là chơi game. Cạnh viền được Dell tối ưu làm mỏng đi nhiều, cạnh trên được trang bị webcam HD, tiện lợi học tập và làm việc trực tuyến. G15 thì có kích thước màn là 15.6 inch, Full HD, tấm nền WVA cho góc nhìn rộng lên đến 178 độ. Sự kết hợp giữa công nghệ LED backlit và độ sáng 300 nits cho chất lượng hình ảnh tốt. Tần số quét là 165Hz, mang đến chất lượng hình ảnh mượt mà, tránh tình trạng giật lag hay xé hình khi các bạn chơi những tựa game FPS. Và ngoài màn hình thì điều làm nên sự đắt giá cho chiếc máy này chắc chắn phải kể đến cấu hình. G15 5520 thì được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7 12700H, cùng với đó là 16GB RAM DDR5, 512GB SSD và card đồ họa RTX 3060 6GB, mang lại khả năng xử lý đồ họa cũng như đảm bảo chơi các tựa game hot ở mức max setting mà không lo tụt xung hay sụt FPS. Và để hiểu rõ hơn sức mạnh của chiếc laptop này, các bạn hãy cùng tham khảo qua phần test game nhé. Và một điều mình khá ấn tượng đó là thiết kế tản nhiệt trên laptop Dell Gaming G15 5520 được lấy cảm hứng từ Alienware, kết hợp với hệ thống hút gió kép từ phía trên bàn phím và phía dưới laptop. Luồng không khí này được tối đa hóa qua các ống đồng để làm mát và tản nhiệt một cách tối ưu nhất. Và điểm cộng của 5520 đó là được trang bị bàn phím có công nghệ đèn nền chiếc LED phản quang 4 vùng, giúp chiếc laptop của các bạn nổi bật hơn. Chất lượng bàn phím tốt, phím bấm nảy, hành trình vừa đủ và vẫn có bàn phím số phù hợp cho những ai làm công việc nhập liệu. Tuy chỉ có 4 phím điều hướng thì hơi nhỏ một chút. Phần touchpad có kích thước có hơi bé, tuy nhiên cảm giác tracking tốt, cảm ứng đa điểm. Và nếu để chơi game mượt mà hơn thì các bạn nên trang bị thêm chuột giờ nhé. Hệ thống cổng kết nối cơ bản vẫn được trang bị trên G15, bao gồm 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 cổng HDMI và 1 jack audio combo, đáp ứng tốt các nhu cầu kết nối với các thiết bị ngoại vi. Và nếu bạn là một người có điều kiện kinh tế, mong muốn có những trải nghiệm mới nhất trên một chiếc laptop gaming, thì đừng bỏ qua laptop Dell Gaming G15 5520 nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.